Vâng, cả nhà, xin chào cả nhà. Hiện Hoàng đang có mặt tại cây cầu Bợ thuộc xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang ạ. Cây cầu rất dài và rất đẹp ở giữa một cái thung lũng toàn đồi núi đó. Mời cả nhà cùng xem cái video mình review nhé. Xin chào. Vâng, xin chào cả nhà. Video này mình quay vào dịp 16 tháng 4. Vâng ạ, 16 tháng 4 vừa rồi đó, năm 2020. Thì là thời điểm này là cũng không có Covid, cho nên là cũng được đi tung hoành khắp các tỉnh. Và mình quay một loạt video về những chiếc cầu của các huyện của Tuyên Quang mình. Và hôm nay rảnh rỗi, cũng vào cái đợt này nó đang Covid rất là lớn, rất mạnh, cho nên là mình có thời gian mình ngồi mình dàn dựng lại những video để giới thiệu với cả nhà. Đây là cái cây cầu Bợ của Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang mình đó ạ. Đây là cây cầu thứ hai mà bắc qua sông Lô, nằm trên tuyến quốc lộ 3B đó cả nhà. Cây cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1997, thay thế cái bến phà Bợ đó ạ. Ngày xưa chưa cây cầu này là bà con phải đi bằng thuyền, bằng phà, gọi là phà Bợ. Cây cầu dài 353,1m nhé, rộng 10m cả nhà. Cầu cũng khá rộng. Xung quanh là những ngọn núi rất là trùng trùng điệp điệp luôn. Rất ít nhà dân mà chủ yếu là đồi núi thôi. Dòng sông Lô chảy uốn khúc quanh những cái ngọn núi, những dãy núi trùng điệp này. Dòng Lô mùa này thì có nhiều mưa, cho nên là nước nó sẽ đục cũng trong xanh như vào mùa đông và mùa thu. Cái cầu được xây dựng kết nối trung tâm tỉnh Tuyên Quang với các huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình và La Hàng. Tất cả những anh em mà đi La Hàng, đi Chiêm Hóa hoặc đi Lâm Bình, đi các cái huyện vùng sâu vùng xa của Quang mình thì đa số là phải đi qua cái cầu này. Cái cầu này chạy theo quốc lộ 3B. Mình rất nhiều dịp lên La Hàng và Chiêm Hóa rồi. Lâm Bình mình chưa lên, nhưng mà La Hàng, Chiêm Hóa mình lên rất nhiều. Thường đi qua đây mình cũng dừng lại để ngắm cây cầu này. Nhưng mà đúng là chưa có dịp để mình quay những thước phim, review những đoạn phim để nói về cây cầu này. Nhưng hôm nay rảnh rỗi thì mình cũng mới có thời gian để mình quay lại thước phim này. Thời điểm này đúng lúc tầm khoảng 2:30 chiều, trời nó hơi nắng. Nhưng mà không sao, đã là đam mê thì không có vấn đề gì cả. Mời cả nhà cùng theo dõi. Những ai ở Chiêm Hóa và Lâm Bình và La Hàng thì chắc chắn là sẽ biết rất rõ về cây cầu này. Vậy mình đi ra quốc lộ 2 là mình phải bắt buộc phải đi qua cây cầu này. Và về với tỉnh Tuyên Quang hoặc là đi về Hà Nội là đều phải đi qua cây cầu này hết ạ.
dài nhất của huyện Hà Miên, tỉnh Tuyên Quang mình. Xanh nhưng mà mỗi tội là dòng sông là hơi đục, tại vì là những hôm trước là trời mưa. Tôi đang đứng ở dưới phía gầm cầu, đang quay đứng ở dưới gầm cầu tại vì trời quá lắng. Tôi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của tôi ạ. Hãy chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh của Hoàng Hà nhé. Xin trân trọng cảm ơn ạ.